Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những giò gọi là siêu đẹp luôn, để cho các bác sưu tầm nhá. Em lên cho các bác một cái giò lá ngắn nhá, lá ngắn nhá. Lá nó chỉ được có thế này thôi các bác ạ. Chưa được một đây này. Đấy. Cái cây này thì nó lại phân nhánh được 5 đầu luôn nha các bác nha. 5 đầu luôn nha. Nó bị gãy mất một nhánh đây rồi. Đấy. Được 5 đầu luôn. Cái cây này nha các bác nha. Cái cây này nha. Em chỉ tay nha. Hai con luôn. Đấy. Mà lá đây. Các bác nhìn thấy sướng không? Cáo đỏ nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.500.000 nha, có một cây phân nhánh thôi. Này, toàn mẹ con hết này các bác này. Nhìn sướng không? Đỏ au luôn. 1.500.000 nha, cho giò số 1 nha. Đây là các bác này, em có một tổ ong nha, một tổ ong như thế này nha. Đây. Mặt nó cận này nha. Đấy. Mặt nó thì đây là tổ ong ruồi nhá các bác nhá, ong ruồi nhá. Bác nào lấy cái tổ này thì em để cho là 250.000 nhá. Bác nào lấy cái phần này thì báo em nhá. Mà anh Thành ơi, đưa cho em cái túi kia với. Đấy. Cái này là 250.000 nhá, một cái tổ như thế này nhá, mặt nó ở đây nhá. Ong ruồi nhá. Đây, em có một ít sáp lẫn phấn hoa nha các bác nha. Một hơn khoảng độ gần 2 cân đấy các bác ạ. Hơn 1 cân, gọi tính hơn 1 cân. Bác nào lấy cái chỗ này thì em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Cả phấn hoa này nha. Thành ra cái này có 50.000 thôi. Mà đây, các bác nhìn mặt nó vẫn còn này. Đó. 300.000 nha. Cho hình số 2 nha các bác nha. Số 3 nè, có một cái cây cáo này đang nó đang có hai bông rồi nha các bác nha, hai bông rồi nha. Như thế này nha. Đấy, lá gân nha. À không, lá không gân đâu các bác ạ. Nhìn nó thế đâu. À. Một cái cây cáo hai bông như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 3. Vẫn để đây ta tí lại bán. Số 4 nè, cái này được cũng được hai bông hoa nè, có một bông này nè. Đấy, nó dài này nè. Đấy. Cái này thì chắc chắn thì lá gân rồi. Nó gân gân này. Đấy. Cái cây này đẹp hơn nhá các bác nhá, đẹp hơn nhá. Em bán cái cây này cho các bác với giá là 400.000 nha. Cũng phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá rồi các bạn ạ. 400.000. Đấy, lá nó to hơn nha. Cho giò số 4. Số 5 đây này. Cái này thì nó có 3 cây. Cây này mất ngọn thì nó lại ra con nha cả. Cây này mất ngọn thì nó ra được 2 con nha. Hai cây này thì không mất ngọn nha các bác nha. Này nó bé như thế này mà đây. Hoa dài chưa các bác? Đấy. Mùa này là nó ấy rồi thì em cứ búng búng này lên thì nó lại lên được quả nhá. Đấy. Nó bay được ở đâu thì nó được ở đấy nhá. Cái giò này nhá, 4 cây nhá. 4 cây như này, 2 cây mất ngọn nhưng nó ra hết con rồi. Bác nào lấy cái cây này giò này thì em để cho là 350.000 nha. 350.000 nha. Cho giò số 5 nhá. Số 6 nè. Một cái cây chồn này. Đây. Nụ đây nha các bác nhá. Một cái nụ này. Hai cái nụ này. Ba cái nụ này. Đấy. Một cây nó ra được ba cái nụ cơ mà. Dáng hướng nuôi chồn nhá. Cây này bác nào lấy thì em để cho là 220.000 nha. 220.000 nha.
cho giò số 6, số 7 đây các bác này. Cái này là Vanda Uyên Ương nha các bác nha. Vanda Uyên Ương nha. Như thế này, hoa siêu thơm luôn. Hoa thơm lắm các bác ạ. Bác nào lấy cái giò Vanda Uyên Ương như thế này em để cho là 200 nghìn nha. 200 nghìn nha. Cho giò số 7 nha. Em định cất cái này đấy các bác ạ. Em định cất cái giò này đấy. Này, dân nó vừa đem về này, lá này, từ gốc luôn nhá. Đây nhá, lá đẹp chưa? Lá ngắn đều nhau tăm tắp luôn. Cái này lá chắc chỉ được gần 5 cm thôi các bác nhá. Em chưa đo đâu. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.200.000 nha, 1.200.000 nha, có 2 cây nha. Cho giò số 8. Nó là nguyên bản để đấy đấy nha các bác nha. Số 9 nè. Có cây thì cáo thì nó thường thường là chưa ra nụ, như năm nay nó lại ra sớm đấy các bác ạ. Một cây cáo nguyên bản này, đẹp chưa? Đấy. Bác nào lấy cái cây này thì em để cho là 450.000 nha, 450.000 nha. Một cái cây cáo tàu này, bẹ nó to này. Có nha, bẹ nó to. 450.000 nha. Cho giò số 9 nha. Hôm qua em lấy được lô cáo đẹp thật. Số 10 nè. Nó mới nhú có một tí thì tí rồi nha. Còn cái thân này, cái cây này năm nay chắc chắn là nó sẽ ra được 2 bông hoa cho các bác luôn. Đấy. Cái này lá cũng được gần 5 cm nha các bác nha, em chưa đo đâu. Một cây như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 450.000. 450.000 nha. Cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Cái này thì em mới nhìn thấy có một bông hoa thôi. Cây này thì rẻ thôi các bác ạ. Rẻ thôi. Em bán cho các bác với giá là 280.000. Giá hương nuôi cáo nhá. Lúc nào em lên cái khác thì em sẽ báo nhá. Cái này vẫn là giá hương nuôi cáo nhá. Cho giò số 11. Số 12 này, một cây cáo này. Và một cây cáo con này, cây cáo con năm ngoái nó đã có hoa rồi. Và cây này nữa. Đấy, ba cây. Một mẹ hai con. Bác nào lấy cái cây này thì em để cho là cái này được hơn 4 cm đấy nhá, lá được hơn 4 cm đâu. Bác nào lấy cái cây mẹ con này em để cho là 470.000. 470.000 nha. 470.000 nha. Các bác là cái này thì em sẽ không làm móc cho các bác đâu. Vì là em để cho các bác về cho vào chậu nhá. Như thế này. Cho giò số 11 nhá. À 12 nhá. Số 13 nè. Có 3 cây. 3 cây. Lá như nhau. Em nghi là nó là một dề đấy các bác ạ. Một dề xong là dân nó nhét xuống dưới ấy. Đấy, lá như nhau luôn. Không lá nào giống lá, không khác nhau nha. Nên là chắc là em nghĩ là nào nó là một dề nhá. Đấy. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Đấy, 500.000, 3 cây. Ba cây như thế này là rẻ đấy nha các bác nha, mà lá cũng tương đối là ngắn này. Đó. Cho giò số 13. Số 14 này có 2 cây chồn. Có một bông hoa này. Đó. Em kiểm tra cho các bác nha.
tra xem là có nụ không, một nụ thôi. Chồn thì có một nụ và cáo thì có một nụ. Chồn bên này thì để em xem kỹ một tí. Chưa thấy nụ nha, chồn thì cây bên này là chưa thấy nụ nha. Cây bên này là có một nụ nha. Như chủ yếu là em bán cái cây cáo này thôi các bác nha. Chủ yếu em bán cây cáo này thôi. Bác nào lấy cái giò cá ở giò như thế này em để cho là 350.000 nha. 350.000 nha. Đó. Cho giò số 14. Bắt đầu em lên cho các bác. Hàng xách tay. U lồi. Các bác nhá, u lồi nhá. Nó được có hai mầm gốc thôi. Như nó là ba thân hoa như thế này này các bác này. Dài nhiều nghễu như thế này này. Các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy cái giò này này. Em nói với các bác là đóng cái giò này nó cực khó luôn. Em phải nối rất dài, dài thùng đấy nhá các bác nhá. Em tính cho các bác giò này nhá, hai mầm gốc nhá và ba thân hoa nhá. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha. Này. Không kể chơi hoa sướng các bác này. Nhìn sướng à. Cho giò số 15. Số 16 này. Có cái cây này là được 3 bông hoa này, em nghi còn phân nhánh luôn này các bác này. Lấy cái giò kìa. 2 bông hoa là 5 này, 7 này. 9 bông hoa nha các bác nhá. 3 cây như thế này được 9 bông à 4 cây được 9 bông hoa nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 350.000. 350.000 à. 9 bông hoa nhá. Cho giò số 16. Số 17 này, 2 bông hoa này. Cái này mới 1 bông hoa. Là 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 thân hoa, 13 bông hoa nha các bác nhá. Như cây này nó đẹp này các bác này. Đấy. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 550.000 nha. 550.000 nha. Cho giò số 17. Hôm nay em quay cho các bác toàn hàng mới rồi nha các bác nha. Số 18 nè. Các bác nhá. Cái giò này thì nó chỉ được có 37 bông hoa nha các bác nha. 37 bông hoa nha. Có một cây là có khả năng là phân nhánh nha. Có một cây thôi. Vì là em thấy nó cong cong ấy. Bác nào lấy cái giò to như thế này. Em để cho là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Cho giò số 18 nha. Bác nào muốn lấy tác phẩm nha. Tác phẩm nha. Đây nha. U lồi nha. Hoa đây nha. Dài đây. Để em đo từ chân này. Đây nha. Em để đây là chít đất rồi nha các bác nha. Nó được có thế này thôi. Mà được đôi 4, 6, 8, 10 mầm gốc. Cái này là em mới trồng nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.200.000. À mới lấy 1 triệu để các bác tự chịu cước nhá. Vì là cước cái này ấy, nó vào dài lắm nên là em không bao cước được nhá. Em bán 1 triệu cho các bác thôi.
Bác nào chơi thì đây cứ ở em nhá này. Muốn xem thực tế thì cứ kết bạn Zalo nhá. Cho giò số 19 nhá. Số 20 này các bác này. Đấy. Một cây trộn như thế này. Em kiểm tra hoa xem nhá. Một bông này. Đấy. Hai bông này. Hai bông thôi. Cây này được hai bông. Cây này được một bông nữa là ba bông. Được ba bông hoa này nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 450.000 nha các bác nha. 450.000 dáng thế cũng là ok nha. Kể cả các bác về các bác cho vào chậu, đặt vào chậu cũng được nha. Quá đẹp luôn. 450.000 nha. Cho giò số 19 nha. À số 20. Số 21 này các bác này. Dân nó cho ăn 100% luôn các bác ạ. Đây cái này là một cái này một bông hoa này, 2 3 4 5 6. Được có 6 bông hoa thôi. Như cái giò này thì một mẹ hai con. Đấy. Và cây này là cây ở ngoài nhá các bác nhá. Còn cây này một mẹ hai con ở trên này nhá. Đấy, có 3 bông, cây này có 3 bông hoa. Và cây bên này cũng có 3 bông hoa. 4 bông hoa luôn. À 3 bông hoa. Bên này có 3 bông hoa. Bác nào lấy cái giò như thế này, em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Một giò. Này. Đẹp đấy các bác ạ. Này các bác nhìn nhá. Đấy nhá. Nhìn cho rõ không lại bảo là em quay ảo nhá. Cho giò số 21. Số 22 này. Một thân kèn nguyên bản này có 3 mầm gốc. Và bên này cũng có 3 mầm gốc nha các bác nha. 3 mầm gốc. Tổng là được 6 mầm gốc và 2 thân hoa. Hai thân hoa nha, một thân hoa ngắn và một thân hoa dài đây nha, ở tay em cầm nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 550.000 nha. 550.000 nha, thành ra là chưa đến 100.000 một mầm gốc nha các bác nha. Nguyên bản từ rừng ấy. Cho giò số 33 nhá. Số 34 này. Đấy, có hai cây cáo như thế này. Mà lá cũng tương đối là to đấy nha các bác nhá. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 150.000 thôi. Đấy. Các bác. Bác nào bác giàu cũng có mà bác nghèo cũng có nhá. Cho giò số 25. 26 này các bác này. Này u lùi nhà em này. Các bác này, em cho các bác ngắm cái giò. Này bông u lùi đẹp chưa? Đang chúng chím này. Bắt đầu chúng chím nhá. Một giò u lùi như thế này. Đây, mới thuần nhá các bác nhá, mầm gốc đang lên như thế này nhá. Đang chạy rễ rồi. Bác nào lấy giò này thì em để cho là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho giò số 26. Số 27 đây các bác ạ. Một giò đen rô hoa trắng nha. Nụ thì siêu nhiều nha. Nụ thì siêu nhiều như thế này nha. Bác nào lấy cái giò này này, em bán cho 2 triệu nha. 2 triệu nha. Đỉnh cao luôn.
Chậu này là chậu 40 nha em nhá. Cho giò số 27. Số 28 này. Cái cây này người ta gọi là cây nhện nha, nhện đỏ nha các bác nha, nhện đỏ nha. Đấy, như thế này. Bác nào lấy cái giò này, một cái cây nhện, một mẹ một con như thế này, lá cũng tương đối là to nha các bác nha. Tương đối là to nha. Đấy. Em để cho là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho giò số 28. Số 29 này, cái cây này thì nó lại mất gãy ngọn này các bác này. Hỏng ngọn. Cái này thì có một con. Chắc chắn là nó sẽ cho ra nhện này nha, nhện nhện này là các bác cứ gõ, hoặc là bác nào lại muốn xem mặt hoa ấy thì em sẽ cho các bác xem. Các bác cứ kết bạn Zalo với em nha, em cho các bác xem mặt hoa nhện đỏ. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 140.000. 140.000 nha. Cây gãy ngọn này nha. Các bác lấy hai chậu về các bác ghép vào đẹp. Cho giò số 29 hay là 28 nhỉ? 29 nha. Em lên cho các bác một giò kèn siêu to khổng lồ. Nó sắp hội rồi các bác ạ. Nó sắp hội rồi. Đây các bác này. 8 bợt thân hoa. Đấy, nguyên bản từ rừng nhá, em trồng vào chậu bé, bây giờ em cho về một cái chậu to như thế này. Được có một mầm gốc 2 3 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 12 mầm gốc. Các bác nhá, 12 mầm gốc như thế này. Hoàng thảo kèn Lai Châu thân dài nhất là được 1 mét. Thân ngắn nhất là được 40 cm nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 2.700.000 nha. Số 30 nha. Đây là số 31 này các bác này. Một cái giò thông đất nha. Thông đất nha các bác nha. Các bác về các bác cứ cắt cái thân già này đi, xong các bác phơi lên xong sao uống để chữa bệnh teo não nha. Đây nha các bác nha. Mà cái trên này thì các bác cứ nuôi bình thường. Đấy. Một giò thông đất như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho giò số 31. Số 32 này các bác này. Đấy, màng nhện nó còn bấu hết vào lên đây này các bác này. Một bông hoa này, hai bông hoa này, ba bông hoa này, bốn bông hoa này, được cái giò này được bốn bông hoa nha các bác nhá. Giò này được bốn bông hoa. Bác nào lấy thì em để cho là 160.000 nha, 160.000 bốn bông hoa nha. Cho giò số 32. Số 33 này các bác này. Cái này thì lại được nhiều ấy hơn, nhiều hoa hơn, mà cây cũng đẹp hơn các bác nhá. Một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa, bốn bông hoa, bốn bông hoa. Cái này thì cây nó đẹp hơn nha các bác nhá. Năm bông hoa, chắc chắn sẽ được năm bông hoa nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là
190.000 nha, 190.000 nha. Cho giò số 33. Số 33 thì cũng là số cuối của em nhá. Số 34 là các bác này. Lên giò hai giò nữa. Một bông hoa này, hai bông hoa này. Ba bông hoa, bốn bông hoa. 5 6 bông hoa nhá. Cái giò này thì lại được 6 bông hoa. Đấy. Cây nó cũng lá nó cũng ok vết đấy. Em bán cho các bác với giá là 220.000 nha. Cho giò số 34. Số 35 nè. Một bông hoa này, hai bông hoa này. Mới được nhìn thấy có hai bông hoa đây nha các bác nha. Ba cây dáng chúng ta bảo sắc như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 150.000 nha. 150.000 nha. Cho giò số 35. Đây số 36 này các bác này. Em kéo một cái thân hạt vĩ trắng này nha. Hoa đây từ đây cho đến đây luôn. Đấy hoa như này nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này 26 thân hoa. Em bán cho các bác với giá là 2.700.000 nha. Cho giò số 36. Đây số 37 này là nguyên bản nhà em nhá. Một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa, sáu thân hoa. Thân này có một thân này nữa là 7 nhá. Cực số cực đẹp luôn. Mà các bác nhìn mầm gốc nhà em nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 mầm gốc mà có 3 cục nguyên bản như thế này. Đấy các bác nhá. Bác nào lấy cái giò như thế này em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Bác nào lấy thì ưng thì lấy nhá. Còn sang năm ấy thì không phải là 300.000 nữa nha các bác nhá. Sang năm không phải là 300.000 luôn. Vì là nó quá nhiều mầm gốc như thế này. Đấy. 300.000 cho giò số 37 nhá. Số 37 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác thôi. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu.